Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2019 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin chọn lọc, trong phần hai là bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua. Để mở đầu thanh trang kính mời quý vị theo dõi tin đầu tuần. Tổng thư ký NATO nỗ lực dàn xếp những khác biệt giữa các thành viên trong liên minh. Nhân lễ kỷ niệm 70 năm liên minh quân sự, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm thứ hai, Hoa Kỳ và các đồng minh đang tăng cường hợp tác nhằm đối phó với sự bành trướng của Nga. Trong dịp này, các bộ trưởng ngoại giao các nước NATO sẽ họp tại Washington trong tuần này để thể hiện một sự thống nhất giữa bối cảnh bế tắc quân sự đang kéo dài và căng thẳng tại chiến trường Afghanistan. NATO đã triển khai hàng ngàn binh lính cùng thiết bị để ngăn chặn Nga và tìm kiếm giải pháp cho các mối đe dọa mới tuy nhiên thách thức nội bộ là điều đáng lo ngại hơn theo các chuyên gia đòi hỏi chi tiêu quốc phòng và khuynh hướng độc tài của một số đồng minh đang làm suy yếu các giá trị của nato stoltenberg nhấn mạnh trước chuyến đi sức mạnh của nato là sự đoàn kết bảo vệ lẫn nhau mặc dù có những khác biệt dự tính stoltenberg sẽ hội đàm với tổng thống hoa kỳ donald trump vào thứ ba và diễn thuyết trước quốc hội vào thứ tư Tổng thống Trump gần đây yêu cầu các quốc gia thành viên dành ít nhất một khoảng 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Hai cựu đặc phái viên của Hoa Kỳ tại NATO, Nicholas Burns và Douglas Lutz, cho biết Tổng thống Trump bị các đồng minh coi là vấn đề cấp bách nhất của NATO. Trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng nhận xét của Burns và Lutz cho rằng Tổng thống là trở ngại lớn nhất đối với NATO là hoàn toàn sai chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để thúc đẩy NATO mạnh hơn. Tổng thống Trump đã tạo nên một hình ảnh đáng thất vọng trong mắt các nhà lãnh đạo từ Canada đến các quốc gia châu Âu khác từ hội nghị thượng đỉnh NATO đầu tiên của ông vào tháng 5 năm 2017. Sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2011, Hiệp ước Washington được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 đã được NATO thêm vào điều khoản quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên bất kỳ là cuộc tấn công vào toàn bộ các nước trong khối. Các quốc gia đã nghi ngờ Washington trong việc thực hiện các điều khoản phòng thủ tập thể như vậy. Tổng thống Trump cũng hủy tham dự một hội nghị thượng đỉnh hồi năm ngoái với các thành viên NATO. Các chính sách ưu tiên kinh doanh cho nền công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ của Tổng thống Trump đã dẫn đến những nghi ngờ. Tổng thống Trump đã quyết định rời khỏi thỏa thuận Iran và Hiệp định Biến đổi khí hậu Paris. Tương tự Trump, các dấu hiệu độc tài và chủ nghĩa dân túy cũng xuất hiện tại một số quốc gia thành viên nato khác như thổ nhĩ kỳ hungary ý và ba lan bas anders ford rasmussen tiền nhiệm của stoltenberg trong một cuộc trao đổi với ap cho biết sự thống nhất chính trị và xuyên đại tây dương là nền tảng của nato như nền tảng này đang bị suy yếu chỉ những kẻ xấu mới hưởng lợi từ sự phân chia xuyên đại tây dương và sự rút lui của hoa kỳ khỏi vị trí lãnh đạo toàn cầu những kẻ chuyên quyền độc tài đang lên ngôi cho thấy chế độ dân chủ quyền tự do cá nhân và luật pháp đang bị đe dọa mặc dù vậy nato vẫn vượt qua những thách thức trong nhiều thập niên bao gồm cuộc khủng hoảng hỏa tiễn cuba và cuộc chạy đua hỏa tiễn châu âu liên minh vẫn tiếp tục tồn tại sau khi chia rẽ nội bộ vì kênh đào suez chiến tranh Iraq và Pháp rời khỏi vị trí chỉ huy liên minh. Các quan chức tin tưởng NATO cũng sẽ vượt khỏi cơn khủng hoảng này. Hồi tháng trước, Tòa Bạch Ốc loan báo về cuộc hội đàm giữa Stoltenberg và Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba. Hai bên sẽ thảo luận về các thành công, bao gồm các cam kết chia sẻ gánh nặng giữa các đồng minh châu Âu và tìm cách giải quyết các thách thức hiện tại đang phải đối mặt trong liên minh. Tổng thống Trump không có kế hoạch tham gia cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao NATO. Tuy nhiên, ông dự tính sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo tại Luân Đôn vào giữa tháng 12. Rasmussen nói: "Tôi hy vọng chúng ta sẽ không chứng kiến thêm một trò hề mới của tổng thống như tại Brussels năm ngoái. Đây là lúc để các nền dân chủ trên thế giới đoàn kết lại." Nước lũ đe dọa mùa hoa đào của Washington. Mùa hoa đào của Washington năm nay đã diễn ra tốt đẹp. Thời tiết ấm áp đã giúp hoa đào nở rộ đúng dự đoán, thu hút hàng trăm ngàn du khách. Tuy nhiên, các quan chức tuyên bố biểu tượng hoa đào của Washington đang bị đe dọa và cần có hành động khẩn cấp. Hệ thống giao thông xuống cấp, tường chắn biển hao mòn và mực nước biển dâng cao là nguyên nhân đem đến lũ lụt thường niên cho khu vực Tidal Basin, là nơi có nhiều hoa đào nhất dịch vụ công viên quốc gia cùng với tổ chức Trust for the National Mall và National Trust for Historic Preservation đang cố gắng cứu lấy tidal. Ngoài việc xây lại từng trắng biển và giải quyết vấn đề lũ lụt, các nhóm cũng sẽ nâng cấp, sửa chữa các lối đi và hệ thống an ninh. Cứ hai lần trong ngày, khi thủy triều lên cao, một dải vỉa hè bên cạnh đài tưởng niệm Jefferson sẽ bị nhấn chìm trong nước những trận mưa lớn ở Washington cũng gây lũ lụt nhấn chìm nhiều địa điểm. Teresa Durkin, giám đốc dự án của Trust for National Mall, cho biết nồng độ phù sa của nước lũ đang rút ngắn tuổi thọ của hàng trăm cây hoa đào trong khu vực. Ước tính ban đầu dự án cải tạo sẽ tốn kém khoảng 500 triệu đô la. Các nhà tổ chức đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ và các khoản đóng góp tư nhân để bảo trì tường biển, tân trang và hiện đại hóa toàn bộ khu vực. Các chuyên gia Hoa Kỳ đang xem xét cách ăn kiêng ít carbohydrate để làm hướng dẫn cho công chúng. Keto là cách ăn kiêng đang lan truyền trên mạng xã hội, đây là một loại ăn kiêng ít carbohydrate đang được các chuyên gia Hoa Kỳ xem xét để đưa ra hướng dẫn cho công chúng. Điều này không phải là yếu tố chính để nâng cao sức khỏe thể chất, tuy nhiên những người ủng hộ nói rằng lời khuyên dinh dưỡng ăn ít carbohydrate của các bác sĩ sẽ giúp chính phủ định hình các chương trình thực phẩm như bữa trưa tại các trường học. Hiện các hướng dẫn học tập cách ăn uống của người địa Trung Hải và cho rằng ăn chay cùng các hình thức ăn kiêng khác là một điển hình về những cách ăn uống lành mạnh. Năm ngoái, các quan chức y tế Hoa Kỳ cho biết ăn kiêng ít carbohydrate sẽ được so sánh với các kiểu ăn uống khác để cập nhật cho bản hướng dẫn nên ăn gì của năm 2020. Những người ủng hộ ăn ít carbohydrates nói rằng tỷ lệ béo phì ngày càng tăng cho thấy các hướng dẫn dinh dưỡng không hiệu quả đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, một số chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo ăn kiêng ít carbohydrates không có ảnh hưởng rõ ràng trong dài hạn. Các chuyên gia này cho rằng các chỉ trích về hướng dẫn là quá lố và đổ lỗi cho ngành công nghiệp thực phẩm tiếp thị các món ăn nhẹ ít chất béo nhưng chứa nhiều đường. Các chuyên gia cho biết hướng dẫn ăn kiêng, giảm đường được đưa ra năm 1980 và các khuyến nghị vẫn còn hiệu quả đối với lời khuyên dinh dưỡng cho công chúng. Ăn kiêng ít carbohydrates thường giới hạn các loại thực phẩm như bánh mì, mì ống, đường ít hơn 30% calories hoặc chiếm khoảng 750 calories cho khẩu phần ăn 2.500 calories mỗi ngày. Ý tưởng hạn chế carbohydrates đã xuất hiện trong nhiều thập niên với đỉnh điểm là ăn kiêng Atkins. Ăn kiêng ketogen đã được sử dụng để điều trị cho người bị động kinh và giờ đây xuất hiện trở lại như một cách ăn kiêng phổ biến được nhiều người chấp nhận. Kevin Ho thuộc viện tiểu đường, bệnh tiêu hóa và thận cho biết ăn kiêng low carb có thể hoạt động tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 nhạy cảm với carbohydrate. Những lợi ích từ cách ăn kiêng này có thể bị thổi phồng mọi người cần phải đảm bảo một khẩu phần ăn lành mạnh cho mình. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân Quê Hương do VATV và SPTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress Virginia 22042 Với sự góp mặt của danh ca Y Phương Cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang Với sự bảo trợ của nhà hàng Present Điện thoại số 703-531-1881 Nhà hàng Sài Gòn 1975 Điện thoại số 703-992-8128 Nhà hàng Nha Trang Điện thoại số 703-534-1657, Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555, Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703-534-4525, Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233, Thanh Sơn Thôn Phu, điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703-339-9852. Bánh mì ba lẹ, điện thoại số 703-876-9062, Amazon Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, điện thoại số 703-237-5404. Mọi chi tiết xin liên lạc ung kim lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-6075, Minh Thúy 703-485-6392.